Em đang ăn bún riêu ngay cái đường này là Lê Trọng Tấn. À, rất là đông người nha quý vị. Đây bún riêu, bún nổi tiếng nha. Bún này là mấy chục năm rồi phải không? Dạ. Tô giò. Tô giò nha, đây là nước mía nè. Đây là tô thường. Tẻ lịch sự. Đây chả. Đó. Cái này thì mình bao nhiêu tô anh hả? 32.000. 32 con tô này. 20 con chả nhiều cái. 3.000 cái này. 10.000 quá bình dân. Quá bình dân luôn, rất rẻ mà ngon. Đây nha. Rất là thơm. Cũng như chỗ sống là lấy rau cũng. Canh giò cũng đậu. Rất là thơm. Kỳ bình dân. À. Ta. Dạ em. Phải anh không? Dạ trời ơi, em coi clip anh hoài luôn. Dạ. Hả? Dạ. Có người xa biết em rồi nè. Hên quá có người biết cho người ta cho quay với anh, ta đuổi chị thấy bà luôn à. Dạ. Sao anh biết ở đây? Tuổi thơ ở đây mà. Có gì hả? Xưa ở đây là hồi xưa còn đi học mình ở đây thì cũng đường chút xíu à. Ở đây nó gọi là đi lên cao đôi nè. Đúng rồi. Cái đường chút xíu à, không có bóng. Dạ. Cho nên đó là cái quán này là xưa em ăn biết bao nhiêu lâu rồi. Dạ. Ở đây mình bán từ mấy giờ chị hả? Mười một giờ rưỡi. Mười một giờ rưỡi mấy giờ? Tám giờ tối. Dạ. Một ngày mình bán khoảng mấy ngàn tô luôn. Bạn thấy rẻ quá vậy có lời không? Thấy không lập lời quá. Không lập lời chính là gì? À, đất nhà. Rồi cảm ơn chị nhờ vậy mà bà con được nhờ. Dạ. Chị nha. Dạ. Rồi cảm ơn bà chủ nha. Ngày anh đổi chúng thấy nhiều nhà vài trăm cái ngàn cuốn nữa chắc đó. Dạ lâu lắm mới thấy cái cảnh này lại. Sáng sớm đi ăn sáng gặp bánh cuốn độc lạ đây, mình thích cái cảnh này lắm, làm tại chỗ nóng. Anh bán này lâu rồi anh hả? 6 năm. Món này chính ra là của người Bắc phải không? Anh cuốn phải đổ như vậy nè mới ngon nè, chán như vậy mới ngon. Mình là có nem chả. Đây. Chả nem nướng. Nem chả nem nướng giòn nha. Dạ. Mình đây là giá đặc biệt nhất là bao nhiêu tô đầy đủ á? Đầy đủ thì 35-40. 35-40. Còn bình thường, em, bình thường. Bình thường thì 30. 30 bình thường 30. À, vậy cho một cái ba cái đầy đủ hết, một cái chả không ha. Ngon thì con ủa có bộ đổ có trứng nữa hả? Có trứng. Trứng là sao, là trộn vô hết? Đổ vào đây thì làm cái có trứng đi. Làm một cái trứng một cái trứng này cũng thấy nhiều người ai mình chưa ăn rồi đó, cái trứng này. Một cái trứng ba cái kia thôi. Đây là bánh ướt ở bên cuối một cái trứng nha. Mình chưa ăn cái này mà. Đấy rồi. Rồi cũng mình cũng để nhân lên luôn. Có trên đây luôn. À, đọc chưa quý vị ơi. Đó. Hai cái là mỗi mà lấy hai cái, một cái chơi vô một dĩa cho em ha. Vâng. Em thử cái, em thử cái.
cái một đĩa không? Dạ, cái đĩa. Đấy, mỗi cái một đĩa nha. Hay sao có trứng nè? Thêm luôn, thêm trứng luôn. Đây, thành phẩm. Đẹp đấy. Thấy nhiều anh em nó quay lên YouTube đó mà không biết nó ra hàng sao. Thấy thực tế. Que tre đàng hoàng ha. Không nghĩa là hai cột. Hai cột. Mình ăn cũng thôi đó. Thì tại vì bên kia chứ thì nó cũng vậy thôi. Đây đây đó, thành phi. Phi. Thành chắc no luôn đó. Đó. Đầy đủ. Rồi, quá đẹp. Đây, quả nước mắm. Đó là mình nấu luôn phải không vậy? Nấu, nước mắm là phải nấu nó mới ngon. Nấu. Ớt tự làm chứ không phải đi mua ở chợ. Chị đang xay đó. Lấy ớt tươi chứ xay luôn rồi chị ăn lâu ngày luôn, bán lâu ngày luôn. Hay ha. Quán bình dân, giản dị, sạch sẽ ngon. Chủ quán vui vẻ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Rồi bây giờ sẽ thưởng thức nha, thử coi. À, quán đồ món ăn đường phố này vậy đó, nghe quen thuộc không, nghe âm thanh không, thanh xung quanh tôi không, tôi đang ở đâu rồi biết rồi ha, mình đang ở đâu quý vị biết rồi nha. Rồi thử nha, quá hấp dẫn. Rồi bây giờ thử cái bánh cuốn mà có trứng đây nè. Anh chiều nước mắm vào ngon. Dạ, chan theo theo sự tư vấn của bác chủ quán là phải cho nhiều nước mắm vào ngập mặt luôn. Rồi thử nha quý vị. Còn quên gì nữa không? Ừ. Con đi giữa ra không? Rất lạ. Ngon. Đây mình thử ra cái món bạc tiểu đặc biệt của quán này nè. Đặc biệt thế nha. Đặc biệt từ cái ly. Cái đặc biệt từ cái chất lượng luôn cũng lạ lắm nha. Tiểu đánh cái bọt luôn nè. Béo giống như có trứng vậy đó. Béo như có trứng vậy đó. Cho ý kiến đi bạn bạn nhỏ. Ý kiến bỏ lên đấy, con bỏ lên đấy. Thấy sao, thấy sao? Ok không? Hả? Cái chén một chén. Ba chén một chén. Ba chén một chén. Uống hết bắt mà đem ra về gọi đá vô. Không mà uống này phải có cái khế nó cầm nó mới ra rồi đúng bài đúng không? Uống cà phê phố hội hay ha. Sao? Phố hội. Có học sinh trốn học kìa. À, phố hội có học sinh trốn học đi uống cà phê ha. Đây xung quanh là có bánh cuốn nóng nè, có cơm sườn chả trứng muối nè đó, máy mài cổ nè, tivi cổ nè, rất hay quá ta. Muốn ăn là tự kêu người ta mang qua cũng được, không quán đồ ăn như bên ngoài nãy nói có đồ ăn mà tưởng đâu là quán bán luôn. Có đầy đủ bánh cuốn nóng nè, bún mọc nè, thịt nướng, cũng thịt nướng, cơm tấm. Nướng nè, cơm tấm nè, bún bò Huế nè, bánh cam củ dậu nè. À. Uống xong á, coi cái bill hết hồn luôn nè. Không nghĩ là mình uống cà phê mà với cái loại đường nè. Một cái điều đặc biệt á là toàn là dân đây, dân nghiên cứu thành số học của mà ra con số vậy mới ghê nè. Làm sao mới ra được 222.000. Cộng ra con số 6, mà số 6 là số kết nối yêu thương mà. Đấy không? Kiếm đỏ mắt cuối cùng cũng tìm được chỗ. À, đây thương hiệu tìm được chỗ rồi nè, trời ơi chợ lên thì xuống mấy vòng mới tìm được đó. Đó, đó. Giá bán rồi rồi đây đến kế bên chỗ để thấy đường.
kế bên cầm đồ Bình Tính chỗ này nha. Đây quán 17 nè, quay bảng giá các coi đó, bảng giá nè, bốn ổ bánh mì 80.000, 20.000 một ổ. Bánh mì 37 chỉ đơn giản, chỉ có món bì, thịt khìa, rồi xíu mại, thập cẩm, bốn cái trộn lại ra thập cẩm. Vậy đó mà ra coi như là bán cũng được lắm nha, chỉ cần làm ăn đàng hoàng, buôn bán vui vẻ. Thứ hai là mấy bạn trẻ mà ăn mà mấy bạn thích, các bạn tự review và tự chia sẻ lên mạng xã hội, tự nhiên nổi tiếng, tự nhiên giàu mà công nhận mấy cô bán hàng cũng dễ thương lắm. Chọc mấy cổ cũng nói chuyện vui lắm. Rồi cho nên đó cũng là cái đặc trưng làm ăn ở Việt Nam. Rồi đây tôi có bốn mẫu, biết cái này ngon không, chưa ăn thử cái nha. Này mình cũng bị dụ nè, sáng sớm đi vòng vòng như một con điên. Đây xíu mại của bạn nào, bạn này xíu mại này. Tôi thì tôi là tả bí lù, ở đây là hình như đây là tả bí lù của tôi nè, tùm lum các thứ này. Biết phải không, hay là bì, mấy bì có thật không biết, quên rồi. Coi coi đây xíu mại này, chắc các bạn này xíu mại này. Thì chỉ còn hai cái thôi là tổ số đặc biệt, là một là bì không, hai là tả bí lù, mấy cái nào coi cái này sao. Ủa sao hai điểm nhau chứ, nhận dạng thử cái bé kia. Trong đây chỉ có xíu mại, đây có xíu mại, đây không có xíu mại. Rồi vậy thì cái này thập cẩm của tôi, còn cái này là bì không là của một bạn khác. Sáng sớm mà giống như phát trường hợp. Rồi bây giờ đây các bạn, đây là ổ tôi là tả bí lù tùm lum tả lả, tôi cắn thử phát cho có ngon hay không nha. Cũng ngon, cũng lạ, cũng thú vị. Bì nè, thịt khìa nè, xíu mại, ba cái nó trộn lại trong có mấy cái như là củ cải, cũng ngon lắm, nói chung là cũng khá thú vị. Vậy các bạn quảng cáo đúng rồi đó, ăn ở Việt Nam bây giờ thấy không, ăn uống Việt Nam bây giờ khác hồi xưa, đâu phải đụng đâu đó đâu, giá vừa rẻ vừa ngon, 20.000 thôi, ở mì chưa tới $1 mà đông lắm nha, sáng tôi mua là sắp hàng đông lắm. Đang ngồi bánh phở Vương nè, cho tôi đặc biệt đi rồi chờ phở ra rồi review tiếp. Chờ dĩa rau nha. Rau tự động trụng luôn. Về Việt Nam thấy phở là thấy sướng chỗ là đó, rau rất là ngon. Sạch sẽ nha. Từ cái chén cho đến từng cái đồ nêm thế này, đũa cũng khá là thẳng tắp. Nói chung là phong cách phục vụ và vệ sinh là coi như miễn bàn. Còn ha. Đội ngũ phục vụ rất là trẻ trung và năng động. Mười mấy năm quay lại thấy phở này khác hẳn. Em bưng ra. Miễn phí trà đá. Thơm nha cả nhà mình. Đá cho free cho nó thơm nha. Đây phở đặc biệt nha. Có cái đùi bò nè. Chung là đầy đủ. Cái nước thì ngon không các bạn. Nó phở này thì cái nước trước. Rất thơm mà vừa ăn. Không có mặn. Không có quá nhiều bột ngọt như là một số nơi khác. Thơm. Thank you.
của mình rất là tuyệt vời, vừa sạch sẽ, ngon, chất lượng, vừa ăn. Đã ấm bụng buổi sáng rồi. Giờ mở cửa là 5 giờ buổi sáng, 1 giờ đêm. Buổi sáng thì đi ăn phở, buổi chiều đi ăn canh bún với bún mắm và bánh canh cua. Quán này cũng khá đông, ngon. Này cho quý vị coi giá nè. Giá không? Giá rẻ chưa? Coi bánh canh đã chưa? Nguyên một cái miếng giò heo nè. Quá, wow, quá. Bây giờ bỏng ớt bánh canh vô. Bánh xài. Bánh canh này không có rau. Cua nè, cá cho cua luôn. Cả cá. Ở dưới như thấy có mực nữa đó. Thử cái nha. Me, me, nước me. Một tô này rẻ bất ngờ có 37.000. Bắt hộp chưa? 37.000 thôi. Không có mắc đâu. Ở thành phố giá này không mắc. Chỉ quê một tô cũng 25-30 rồi. Hôm qua mang bún mắm rồi, thấy ngon. Giới thiệu mình xã ăn. Quán cơm bình dân đông dễ sợ. Quá trời đông. Quay trở lại quán cơm bình dân xưa ăn. Đây, dĩa cơm bình dân 5 món nha, lạc xưởng nè, trứng chiên nè, sườn nè, mì nè, chả nè. Đó, hấp dẫn chưa? 30.000. Món tôi dĩa đặc biệt 30.000. Còn này có 20.000 nè. 20 nè, 30 nè, thấy ghê không? Rẻ không? Ở đây bán châu lòng còn 20.000. Cái gì cũng ngon nha. Gặp lại sao? Đó.